Trắc nghiệm tâm lý, ngôi nhà bạn bước vào sẽ cho biết bạn đang thiếu gì nhất. Các bước trắc nghiệm tâm lý. Bước 1, nhìn vào bức hình bên dưới. Bước 2, chọn một ngôi nhà mà bạn thích nhất. Bước 3, xem kết quả ngay bên dưới. Trắc nghiệm bạn đang thiếu gì nhất, cần làm gì để đạt được mong ước của bản thân. Câu trả lời sẽ có ngay bên dưới. Hình ảnh 1, bạn thiếu sự quan tâm. Thứ bạn đang cần được quan tâm, chăm sóc là người sống thực tế. Bạn biết cuộc sống này không thể ngồi im một chỗ rồi mơ mộng hão huyền. Muốn túi tiền dùng dình thì phải chăm chỉ, nỗ lực làm việc. Bạn đã thực hiện theo đúng tôn chỉ đó và tích lũy cho mình một ít tài sản. Được cái này thì lại mất cái kia, sự nghiệp của bạn ổn định, có tiếng nói và thành tựu. Nhưng ở cuộc sống thường ngày lại khá cô đơn, không có ai bên cạnh chuyện trò. Có người thì lập nghiệp xa quê, có người dù ở gần bố mẹ nhưng rất khó chia sẻ với nhau. Cuộc sống vật chất đủ đầy nhưng lại thiếu thốn về mặt tinh thần, tình cảm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà lại lủi thủi một mình. Điều đó khiến cho nhiều lúc bạn chỉ muốn ở lại cơ quan. Thứ bạn cần bây giờ là có người bên cạnh bầu bạn, một người thực sự hiểu và quan tâm đến mình. Một lời động viên, một cái ôm hoặc một cái vỗ vai lúc này cũng đủ khiến bạn xúc động và vỡ òa rồi. Hãy lạc quan lên nhé, một ngày không xa sẽ có người đến bên, chia sẻ mọi vui buồn với bạn. Còn hiện tại thì yêu thương bản thân nhiều hơn nhé một bản nhạc hay bộ phim yêu thích có thể sẽ giúp bạn thoải mái hơn sau những giờ làm việc vất vả đấy. Hình ảnh 2, bạn thiếu một tình yêu chân thành. Thứ bạn đang cần là một tình yêu chân thành phản bội, đánh ghen, cắm sừng. Là những thông tin bạn nghe được nhiều nhất trong thời gian này. Tất cả những điều tiêu cực đó khiến bạn sợ và mất niềm tin vào tình yêu. Luôn có hai luồng suy nghĩ trái chiều xuất hiện trong đầu bạn, đó là muốn yêu nhưng lại sợ yêu. Bạn cô đơn và muốn có người bên cạnh chia sẻ tâm sự nhưng lại sợ bị lừa dối trong tình yêu. Thứ bạn đang cần nhất lúc này đó là một người yêu trung thủy, tạo cho mình cảm giác an toàn, yên tâm. Bạn đa sầu, đa cảm nên rất dễ bị tổn thương bởi lời nói hoặc hành động vô tình của người khác. Đôi khi, chỉ một câu nói bay qua cũng khiến bạn suy nghĩ và dần vặt rất nhiều. Tự ôm những ấm ức vào người trong khi đối phương lại chẳng bận tâm gì nhiều. Thực ra, chỉ là do bạn đang nghĩ và hành động quá lên mà thôi. Hãy nghĩ thoáng lên để không tự ôm lấy đau khổ vào người. Một người hiểu chuyện, sẵn sàng lắng nghe tâm sự và có trái tim chân thành là điều bạn cần nhất lúc nào. Chỉ cần gặp đúng người, bạn sẽ trao tất cả niềm tin cho họ, yêu một cách cùng nhiệt và nồng cháy. Mong rằng bạn sẽ sớm gặp được người như vậy, có cho mình chuyện tình đẹp và một cái kết có hậu. Hình ảnh 3, bạn thiếu sự trải nghiệm. Thứ bạn cần là đi khắp nơi và trải nghiệm cuộc sống công việc, tình yêu khiến bạn thực sự áp lực và mệt mỏi. Nhiều khi muốn vứt bỏ tất cả sang một bên để đi đến vùng đất mới. Thế nhưng còn nhiều mối bận tâm khiến bạn vẫn không thể làm được. Khói bụi nơi phố thị, tiếng còi xe, cảnh tắc đường, không khí ngột ngạt tại văn phòng, tất cả làm cho bạn có cảm giác chán ngán. Không gian thoáng đãng, trong lành, yên tĩnh là thứ bạn đang mong muốn nhất lúc này. Nếu có cơ hội được đi du lịch hay trải nghiệm, bạn muốn được đi một mình hơn là cùng người khác. Dừng chân tại nơi có cảnh đẹp, ăn món mình thích, ngủ nghỉ nơi mình muốn mà không cần phụ thuộc vào bất cứ ai. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi là bạn cảm thấy hào hứng lắm rồi. Nếu không thể sắp xếp được thời gian dài thì bạn hoàn toàn có thể tranh thủ những ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ để xách ba lô lên và đi. Đừng băn khoăn gì nhiều, hãy cho cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn. Cuộc đời có được là bao, cứ ưu tiên những điều mà mình thích, chỉ cần bản thân vui vẻ là được. Trắc nghiệm bạn đang thiếu gì nhất mang tính chiêm nghiệm, giải trí?